Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiếng kêu cứu ai oán lúc nửa đêm. Một đêm giữa tháng 7, không gian yên tĩnh của núi rừng bị phá tan bởi tiếng thét hoảng hốt phát ra từ căn nhà mới xây của bà Bình, thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Tiếng kêu dứt quãng rồi lịm đi giống như một người đã sức cùng, lực kiệt. Hàng xóm hốt hoảng chạy sang. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của bóng điện, bà Bình ngồi bệt dưới đất, tay ôm chặt cậu con trai, Nguyễn Ánh Nhật, sinh năm 1992. Hai người dường như đã rất yếu, huyết chảy lênh láng khắp nền nhà. Ngay lập tức, bà Bình và anh Nhật được người dân đưa đi cấp cứu. Đồng thời thông tin cũng được báo về cho công an huyện Yên Sơn và công an tỉnh Tuyên Quang. Có mặt tại hiện trường, các điều tra viên công an tỉnh Tuyên Quang nhận định hai mẹ con bà Bình bị thương nặng, nhất là anh Nguyễn Ánh Nhật. Bên trong căn nhà, đồ đạc có dấu hiệu xê dịch, đổ vỡ, chứng tỏ có cuộc vật lộn tại đây. Tiến hành khám nghiệm, công an tìm thấy một hung khí dính huyết. Các nhân chứng chỉ cung cấp được thông tin sau khi đến thì phát hiện hai mẹ con bà Bình đã xảy ra sự cố. Còn chuyện gì xảy ra trước đó thì họ không nắm được. Hung khí lạ. Trong khi các điều tra viên đang tích cực làm rõ vụ việc, thì thông tin từ bệnh viện báo về, anh Nhật đã mất do vết thương quá nặng. Quá trình khám nghiệm, công an kết luận nạn nhân thiệt mạng do suy hô hấp, trên cơ thể có nhiều vết thương rất nghiêm trọng do vật sắc nhọn gây nên. Như vậy đã rõ, đây chắc chắn là một vụ án mạng. Tại hiện trường, công an thu một hung khí dính huyết. Mẫu huyết này sau đó được khẳng định là của nạn nhân Nguyễn Ánh Nhật. Hung khí này rất lạ. Các trinh sát cho rằng nó là loại đồ dùng đa năng mà người dân vùng thôn quê miền núi hay sử dụng. Nó có thể làm bếp, có thể đốn cây khi đi rừng. Nếu xác định được nguồn gốc của hung khí này, manh mối vụ án sẽ có thể sáng tỏ. Một cuộc rà soát trên quy mô lớn được tiến hành. Các đối tượng nằm trong diện nghi vấn đều được gọi hỏi, nhưng chẳng có kết quả. Các trinh sát đi từng nhà trong thôn để hỏi về hung khí được tìm thấy ở hiện trường. Tuy nhiên, ở vùng núi như Tân Minh thì hầu như nhà nào cũng có một thứ na ná như vậy. Việc truy tìm nguồn gốc hung khí lạ dậm chân tại chỗ. Các trinh sát không nản. Họ tìm đến một người đàn ông chuyên bán vật dụng tương tự tại Yên Sơn. Khi nhìn thấy, người đàn ông khẳng định hung khí này chắc chắn do mình bán ra. Thế nhưng ông này thường bán tại các chợ vùng núi nên chẳng thể nhớ hay chắc chắn rằng đã bán nó cho ai. Vào thời điểm này, sau thời gian điều trị, bà Bình đã vượt qua nguy hiểm. Bà Bình kể lại, vào thời điểm vụ án xảy ra, bà đang nằm ngủ ở nhà dưới thì nghe tiếng động mạnh từ nhà trên. Khi chạy lên, bà phát hiện con trai đang vật nhau với một người. Người này mặc áo chống nắng của phụ nữ, đầu quấn khăn và có bịt mặt. Khi bà Bình lao vào ôm lấy con và cùng kháng cự lại thì bị đối tượng xiên thẳng vào mặt. Bà Bình tránh được nên hung khí ăn vào vai. Bà Bình hét lớn, kêu cứu xung quanh. Thấy vậy, đối tượng đã lẻn ra ngoài, lần vào bóng đêm của núi rừng, trốn mất. Theo bà Bình, đối tượng mặc quần áo của nữ giới, nhưng bà chắc chắn đây là đàn ông, thậm chí khỏe mạnh. Những thông tin này khiến các điều tra viên đi đến nhận định đây là hành vi đoạt mạng người với mục đích cướp tài sản. Hung thủ có mặt trong đám tang nạn nhân. Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang có nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn. Theo đó, khi anh Nguyễn Ánh Nhật, sinh năm 1992, nằm trong ngôi nhà đang xây dở, thì bị một đối tượng dùng hung khí gây ra một nhát nghiêm trọng. Anh Nhật bỏ chạy ra phía trước nhà, thì bị đối tượng đuổi theo và gây ra thêm nhiều nhát vào khắp người. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết. Tiếp nhận thông tin vụ việc,
lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lực lượng Công an huyện Yên Sơn, Viện Kiểm sát Nhân dân có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do địa bàn xảy ra sự việc cách xa trung tâm. Các chiến sĩ phải treo đèo, lội suối tới từng thôn bản dưới cái nắng nóng gay gắt để sàng lọc, điều tra các đối tượng nghi vấn trong vùng và các huyện lân cận. Đã nhiều ngày trôi qua, bóng dáng của nghi phạm vẫn như một ẩn số. Hàng trăm hộ gia đình trong thôn đều được công an trao đổi, điều tra, ra soát, nhưng thông tin thu lại rất ít ỏi. Các điều tra viên Công an tỉnh Tuyên Quang một lần nữa đẩy mạnh việc xác định lai lịch của hung khí gây ra sự thiệt mạng cho anh Nhật. Thế rồi một ngày nọ, trong khi tiếp xúc với gia đình thứ 302, các anh được biết nhà này đã mất một vật dụng, giống như miêu tả của công an. Thông tin này trùng khớp với những gì ban chuyên án thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường trước đó về đường rút chạy của nghi phạm sau khi gây án. Lúc này đã nổi lên một đối tượng, gã thanh niên sinh năm 1985, tuy không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại nợ nần nhiều người trong thôn. Vào ngày tổ chức đám tang của anh Nhật, thanh niên này cũng có mặt. Hắn khóc và nhiệt tình giúp đỡ gia đình nạn nhân công việc ma chay. Thế nhưng các trinh sát có mặt vào thời điểm đó đã quan sát và lờ mờ nhận ra những điều gượng gạo từ gã thanh niên này. Kết hợp các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ban chuyên án khẳng định gã thanh niên có tên là Phương Văn Luân, sinh năm 1985, trú xã Tân Minh, Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang, chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Lệnh bắt giữ người này được thực hiện ngay sau đó. Luân khai do nợ nần, cần tiền chi tiêu nên khi biết bà Bình đang xây nhà mới, gã đã nảy sinh ý định xấu. Luân cho rằng bà Bình xây nhà to như thế chắc chắn sẽ có tiền. Một đêm tháng 7, Luân mặc áo chống nắng của phụ nữ, đầu quấn khăn, bịt mặt và cầm theo một hung khí tìm đến nhà bà Bình. Tới nhà, Luân đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy anh Nguyễn Ánh Nhật đang nằm ngủ trên nền nhà, điện vẫn bật. Luân suy nghĩ vài giây rồi lèn vào, gã tới gần anh Nhật, rút hung khí với ý định xiên một nhát vào anh này. Anh Nhật bừng tỉnh, bất dậy chạy ra phía cửa thì bị Luân đuổi theo ra tay tiếp. Hai người vật lộn nhau khiến đồ đạc trong nhà đổ vỡ. Lúc này bà Bình nghe tiếng con kêu đã chạy lên. Luân trong lúc giang co đã dùng hung khí xiên vào bà Bình. Thấy Nguyễn Ánh Nhật và bà Bình chảy huyết lênh láng, Luân lẩn vào màn đêm tẩu thoát, bỏ hung khí lại hiện trường. Sau đó Phương Văn Luân, sinh năm 1985, trú tại Tân Minh, Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đưa ra xét xử. Với hành vi tội ác của mình, Phương Văn Luân đã phải chịu mức án chung thân, dành phần đời còn lại trong tù. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.